Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Quảng Nam, một người dân bị nước cuốn trôi khi vượt qua sông Bùng. Kính thưa quý vị, và sáng nay, Thượng tá Lê Huy Bảy, đồn trưởng đồn biên phòng La Ê, đồn biên phòng Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm một người dân tỉnh Lai Châu bị nước cuốn trôi khi cố vượt qua sông Bùng. Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn xã La Ê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, khu vực sông Bùng, tổ tuần tra của đồn biên phòng La Ê phát hiện 3 người có ý định vượt qua sông Bùng phía hạ lưu đập thủy điện sông Bùng 2 khi thủy điện sông Bùng 2 đang xả lũ. Khi tổ tuần tra tiếp cận, số người này trình báo đi cùng còn có một người tên Phá A Thành, 25 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xã Giao San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, cố vượt qua sông Bùng trước và đã bị nước cuốn trôi từ lúc 14 giờ cùng ngày. Nhóm người này đã tổ chức tìm kiếm dọc sông Bùng khoảng hơn 1 km nhưng vẫn chưa tìm thấy và ngồi đợi tại vị trí cũ cho đến khi tổ tuần tra của đồn biên phòng La Ê phát hiện. Hiện đồn biên phòng La Ê đang phối hợp tổ chức lực lượng tìm kiếm và thông báo cho bà con nhân dân dọc sông Bùng biết tham gia cứu hộ cứu nạn. Thưa quý vị, qua công tác kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó ở Nghệ An ngày hôm nay, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Trần Công Tuyên, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đê điều làm trưởng đoàn, đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục cung cấp hỗ trợ về nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân khu vực bị ngập sâu, cô lập. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, bão Noru, những ngày qua khu vực Trung Bộ đã có mưa rất to gây ngập lụt ở một số địa phương, đặc biệt tại tỉnh Nghệ An. Tại địa phương này, mưa lũ đã làm 7 người chết, 20 nhà thiệt hại trên 70%, 121 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 1.120 hộ dân phải di rời, hơn 17.489 nhà dân bị ngập. Hiện nước đang rút chậm. Theo thống kê, gần 10.000 hecta lúa hoa màu và hơn 2.200 hecta cây công nghiệp ăn quả bị ngập úng hư hại. Ngoài ra, có 411 con gia súc, 82.999 con gia cầm bị chết cuốn trôi. Về cơ sở vật chất, có 119 điểm trường bị ảnh hưởng, 4 phòng học bị tốc mái, hơn 8 km kênh mương, 21 đập loại nhỏ, 77 cầu cống bị hư hỏng. Mưa lớn sạt lở đất là 103 cầu cống bị hư hỏng, 39 vị trí bị ngập, 71 vị trí bị sạt lở. Hôm nay, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó tại tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra cho thấy chính quyền địa phương và người dân vùng ngập lụt đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhất là triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở phối hợp với các tổ hội để hỗ trợ nhân dân. Đoàn công tác nhận định hiện nay cơ bản mưa đã giảm nhưng tốc độ nước rút còn chậm nên tình hình lũ ngập lụt còn kéo dài trong những ngày tới. Vì vậy, ông Trần Công Tuyên đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương cần tập trung hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó với lũ lụt, trong đó lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, tránh chủ quan đi qua các ngầm tràn, ngập sâu, nước chảy xiết, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, đảm bảo an toàn khi cấp điện trở lại, tránh các tai nạn đáng tiếc về người như một số trường hợp đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đồng thời tiếp tục cung cấp hỗ trợ về nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân khu vực bị ngập sâu, cô lập, sẵn sàng triển khai công tác khắc phục hậu quả sau khi nước rút, dọn dẹp nhà cửa, công trình trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường, khử trùng, diệt khuẩn, tránh phát sinh dịch bệnh. Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ gửi về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ theo quy định. Về lâu dài, cần rà soát hệ thống tiêu và đề xuất giải pháp để hạn chế, giảm thiểu tình trạng ngập lụt khi xảy ra mưa lớn. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên với thân nhân anh Nguyễn Văn Ái và chị Nguyễn Thị Lan tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã thiệt mạng khi đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi. Bộ đội biên phòng bám địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão. Quý vị thân mến, trong những ngày qua, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn, ngập lụt, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã bám nắm địa bàn, kịp thời giúp nhân dân khu vực biên giới khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống. Tại Nghệ An, ghi nhận một nhà dân bị sập, hai nhà dân tại xã Phúc Anh, huyện Anh Sơn bị sạt lở đất đá. Mưa lớn làm sạt lở 780 mét khối đất đá.
gây ách tắc giao thông đường tỉnh lộ 46 và đường liên xã. Huyện Tương Dương, thành Trường Anh Sơn ngập lụt 4 cầu tràn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. 413 người dân ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông và xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn bị ngập lụt. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hỏng 637 hectare hoa màu và hơn 59 hectare nuôi trồng thủy sản của ngư dân thị xã Hoàng Mai và xã Quỳnh Thuận, cháy hai trạm điện của bản Tân Hương, Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến doanh trại của các đơn vị, trong đó khu tăng gia sản xuất của tiểu đoàn huấn luyện cơ động Hải đội 2, bộ đội biên phòng Nghệ An bị ngập úng, 20m tường rào của đồn biên phòng Quỳnh Phương bị sập, 300m ống dẫn nước sinh hoạt của đồn biên phòng Phúc Sơn bị cuốn trôi. Bộ đội biên phòng Nghệ An đã điều động 500 lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả, di dời 43 hộ dân ở khu vực ngập lụt nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, từ 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 200-470mm. Mưa lớn đã làm mực nước trên các kênh tiêu tăng lên và lúc 20 giờ ngày hôm qua đã xảy ra sự cố vỡ bờ kênh tiêu Hoàng Cần, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên với chiều dài 7m. Sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, Chi cục Thủy lợi và các đơn vị có liên quan huy động 350 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, thức trắng đêm để gia cố bờ kênh. Lực lượng chức năng đã sử dụng 80 giọ đá hộc và hàng ngàn bao tải đất để thực hiện hàn khẩu bờ kênh. Hiện nay sự cố đã được khắc phục, đảm bảo tiêu thoát lũ. Tại Kon Tum, đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập lụt thôn Đắc Ác, xã Đắc Long, huyện Đắc Lây. 266 hộ dân trên 1.178 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến sinh hoạt. Bộ đội biên phòng Kon Tum điều 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với địa phương di dời 9 hộ trên 45 người bị ngập nặng đến nơi an toàn. Liên quan đến việc giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão nhằm sớm khôi phục hoạt động sản xuất, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng điều 157 lượt cán bộ chiến sĩ trên 7 ô tô phối hợp với địa phương dọn vệ sinh, hỗ trợ đưa 200 phương tiện của ngư dân xuống bến, đưa 30 người dân tránh trú bão tại đơn vị trở về nhà. Tân Kỳ kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều địa phương trong huyện, ngày hôm nay lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con các xã Kỳ Tân, Tân Long, Nghĩa Hoàn, Hương Sơn bị cô lập do nước lũ dâng cao. Đêm qua, mưa to cộng với nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn khiến mực nước sông Con Cuông tại huyện Tân Kỳ dâng cao làm ngập thêm hàng trăm ngôi nhà vùng ven sông. Quốc lộ 48E đoạn từ ngã ba Diễn Nam xã Kỳ Tân đi xã Tân Long bị ngập sâu trong nước khiến cho giao thông bị cắt đứt hoàn toàn. Theo tổng hợp, Tân Kỳ có 1.326 nhà dân bị ngập. Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Kỳ và chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỗ trợ di dời hơn 300 hộ dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn. Trong ảnh, xã Kỳ Tân di dời tài sản cho người dân bị ngập lũ. Đến 9 giờ sáng nay, toàn huyện có 1.326 hộ dân bị ngập nước, ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Tân Kỳ là hơn 57 tỷ đồng. Các xã Tân Long, Kỳ Tân, Nghĩa Dũng, Hương Sơn có nhiều xóm bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng công an đã di rời người dân khỏi vùng ngập lũ Hương Sơn. Huyện Tân Kỳ đã triển khai khẩn trương các công tác cứu hộ cho bà con bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã xuất quỹ cứu trợ mua 530 thùng mì tôm và 470 thùng nước uống để chuyển tới bà con vùng ngập lũ. Lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã đi kiểm tra và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lũ. Đồng chí Phan Văn Giáp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ cùng các đồng chí trong đoàn trao 70 thùng mì tôm và 70 két nước cho các hộ dân xã Hương Sơn bị ngập. Lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trao quà cho trẻ em vùng ngập lũ Hương Sơn. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sự cố công trình thủy điện nhiều nơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Tính đến ngày hôm nay, mưa lũ tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã khiến 7 người chết, gần 20.000 ngôi nhà ngập trong nước và thiệt hại nặng về tài sản. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, hiện nay lũ trên sông Cả, Nghệ An, hạ lưu sông La, Hà Tĩnh và mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên, sông Ngàn Sâu, Hà Tĩnh biến đổi chậm.
Dự báo lũ hạ lưu sông Cà sẽ tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông La lên trên báo động 1, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Hà Tĩnh, đề phòng sự cố công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm tra rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trước tình trạng mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi đến trưa ngày nay, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt vận hành 40 trạm bơm để tiêu thoát lũ. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu vận hành 22 trạm bơm gồm các trạm Xóm Mới, Tượng Văn, Trường Trung, Bến Mắm, Trường Minh, Trung Thành, Quần 41, Tế Thắng, Tế Lợi, Nông Cống, Hang Châu, Ngọc Thức, Xuân Thọ, Dân Quyền, Đô Trình, Triệu Sơn, Mạn Nứa, Đồng Sáp, Hón Sâm, Thạch Thành, Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Đồng Ngâu, Thọ Xuân, Đông Thịnh, Đông Tân, Đông Yên, Đông Sơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bắc Sông Mã cũng vận hành 18 trạm bơm tiêu gồm Hà Yên 1, Hà Yên 2, Đô Mỹ, Hà Tiến 2, Hà Tiến 1, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Hà Bắc, Cống Đá, Xuân Áng, Đông Trung, Hà Hải, Hà Ngọc, Hà Trung, Đoài Thôn, Tam Đa, Phú Dương, thị xã Bỉm Sơn, Nga Thắng, Nga Vịnh, Nga Sơn. Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên khu vực Thanh Hóa, ngày và đêm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 30 đến 60 mm trong 24 giờ, có nơi trên 80 mm. Đến trưa cùng ngày, mực nước trên các sông biến đổi chậm và còn ở dưới mức báo động 1. Riêng mực nước sông Yên tại trạm Thủy Văn Chuối đã đạt đỉnh lúc 19 giờ ngày hôm qua, dưới mức báo động 3 là 7 cm. Mực nước các sông lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay cụ thể như sau: sông Yên tại trạm Thủy Văn Chuối 3,22 m, dưới báo động 3 là 0,28 m, báo động 3,5 m. Sông Bưởi tại trạm Thủy Văn Kim Tân 9,5 m, dưới mức báo động 1 là 0,5 m, báo động 10 m. Sông Cầu Chày tại trạm Thủy Văn Xuân Vinh 7,73, dưới mức báo động 0,27 m, báo động 8 m. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo của tin mới.